AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay Sói Bạc sẽ giới thiệu anh em một con game nhập vai đánh theo lượt có tên gọi là Dream of the New World. Con game này thì đang ra mắt tại khu vực Thái Lan. Và nếu có thể, nếu muốn chơi game này anh em sẽ phải đổi store sang khu vực Thái Lan nhé anh em nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau vào game và khám phá con game này. Và các bạn thấy chúng ta sẽ có 6 lớp nhân vật để các bạn lựa chọn. Đó, 6 lớp nhân vật và các bạn hãy xem trước các hiệu ứng kỹ năng. Đấy, mỗi một lớp nhân vật thì sẽ có những cái vũ khí đặc trưng riêng và các bạn hãy tùy chọn giới tính nam nữ nhá. Thì đây là nhân vật sử dụng kèn này, đó, để tấn công. Đấy, musical instrument là đèn trumpet đó, anh em ơi. Đó, vũ khí là cái kèn nhá, cái tên gọi là Midgry. Lớp nhân vật thứ hai là Oracle, là sử dụng khiên và chùy, là một lớp nhân vật hỗ trợ. Lớp nhân vật thứ ba là cầm cung, Light Fletcher. Đó, mình sẽ giới thiệu qua các lớp nhân vật thôi, còn nếu các bạn nào chơi thì các bạn để tùy chọn nhá. Lớp nhân vật Wind Rider, sử dụng boomerang, đó, tạo hình rất là đẹp luôn. Rồi, vật ở game này 3D luôn anh em ạ, và nó sẽ theo style manga anime nhá, rất là đẹp. Một lớp nhân vật dùng phép này, Starlit, dùng trượng phép, đó, rất là đẹp. Và cuối cùng là một lớp nhân vật Shadow Dancer, cầm kiếm nhật, gọi là vũ khí tên gọi là Tachi. Đấy, thì tùy anh em thích chơi nhân vật thì chọn nhá, mình sẽ chơi lớp nhân vật Shadow Dancer này. Ở đây thì các bạn có thể tùy chỉnh một số cái về tạo hình khuôn mặt của nhân vật, kiểu tóc, màu tóc, các kiểu. Cái này thì tùy vào cái sở thích làm đẹp của mọi người thôi. Sau này thì khi mà nhân vật level 20 thì các bạn có thể vào và make up lại cho nhân vật. Ở đây thì mình chưa đặt level 20 nên chưa được. Rồi, mình sẽ đặt tên vào game nhá. Con game này thì có dung lượng khoảng hơn 3GB nha mọi người nhá. Đấy, hiện tại thì các bạn nếu muốn chơi thì anh em phải đổi store sang khu vực Thái Lan để có thể chơi được. Cũng không chơi được bằng giả lập nhá, bởi vì là con game này ấy, nó dùng công nghệ đồ họa tân tiến nhất đến thời điểm hiện tạm thời nhá, là đến hiện tại đó là engine Unreal 4 rồi. Sắp năm sau thì có engine Unreal 5 thì tính sau, nhưng mà hiện tại là các bạn thấy đây là con game này có đồ họa full 3D luôn, rất là đẹp. Nên là nó sở hữu một cái dung lượng cũng rất là lớn. Như mà Sói Bạc đã nói ấy, thì cái con game Dream of a New World này nó là một con game nhập vai thế giới mở. Đó, các bạn có thể tự do đi lại, tương tác, làm nhiệm vụ các kiểu, các đa điều. Tuy nhiên, cái phần lúc mà vào chiến đấu thì nó làm đánh theo lượt. Nó sẽ giống như một số con game mà mình từng giới thiệu anh em, như kiểu con Tân Chư Tiên mới này, rồi một số con game khác. Đây, các bạn thấy là đây, lúc mà vào chiến đấu thì nó sẽ theo kiểu dàn trận và đánh theo lượt. Trong mỗi lượt đánh thì các bạn có thể sử dụng kỹ năng nhân vật, hoặc là có thể ra lệnh nhân vật tấn công này, phòng thủ này, thậm chí là bỏ chạy. Đó. Tất nhiên là game thì cũng sẽ có auto nhá, để các bạn chơi nó dễ hơn. Đấy, đồ họa rất là đẹp luôn. Thực sự là mình rất là ưng đồ họa và âm thanh, kể cả âm thanh của con game Dream of a New World này. Đấy, con game này được Play Park phát hành tại Thái Lan, không biết là sau này có được đưa về Việt Nam hay không. Bởi vì là nói chung là game đánh theo lượt này thì hơi kén người chơi một chút. Anh em thích kiểu dạng game kế quốc hơn, nhưng mà những bạn nào mà thích kiểu dạng game đánh nó có sự tính toán ấy thì sẽ rất là thích cái con kiểu như con Dream of a New World này. Đây, chúng ta có tính năng pet này. Pet này thì sau này các bạn có thể sưu tập và nâng cấp pet của mình lên nhá, học kỹ năng. Đấy. Rồi pet có các chỉ số, đây mình có thể lắp thêm kỹ năng cho pet của mình. Và mình nghĩ là sẽ có tỷ lệ thất bại. Đó. Tối đa thì một con pet là học được 8 kỹ năng. Đấy, đây là phân loại pet này, chúng ta sẽ có pet rare là pet xịn. Đó, và pet thì nó sẽ có hai hình thái tiến hóa là young là trẻ và adult là trưởng thành. Thì nó sẽ có một số cái tiến hóa về màu sắc. Đấy. Hình dáng và màu sắc. Đó, các bạn nhìn thấy không? Young này, nấm này. Đấy, và trưởng thành. Đấy, thì đây là phần pet nhá. Sau này các bạn có thể cho pet vào. Quay trở lại với cái câu chuyện đó là game đánh theo lượt, thì bạn nào mà thích cái thể loại đánh theo lượt thì sẽ rất là thích luôn, bởi vì nó có sự tính toán. Tất nhiên là đây anh em có thể sử dụng auto, nhưng mà đánh theo lượt này thì ở những cái trận đấu căng thẳng thì các bạn có thể tính toán. Đồ họa rất đẹp luôn, đồ họa full 3D luôn anh em ạ. Thực sự là con game này là mình nhớ đến con TS online hồi xưa ấy, bạn nào cũng biết con TS online không? Cách chơi nó cũng tương tự thôi, cũng kiểu dạng bản đồ thế giới mở rồi chiến đấu theo kiểu dàn trận. Đấy, hàng trên sẽ là pet, hàng dưới là những cái đồng hành. Tí nữa thì mình sẽ có một cái tính năng gọi là đồng hành để các bạn có thể xây dựng đội hình. Rồi. Đấy, cách chơi game này thì nó rất là dễ chơi thôi, bởi vì game nó cũng có auto tìm đường.
Các thứ các bạn chỉ cần bấm vào nhiệm vụ là nó sẽ tự động đi làm rồi. Và nhịp game nó cũng khá là nhanh, khá là dễ chơi, dễ hiểu, kể cả bạn là một người mới. Mình nghĩ là cái thú nhất của con game Dream A New World này đó là cái đồ họa. Thật sự là cái đồ họa rất là bành cuốn luôn anh em ạ. Đây. Rồi, bắt đầu thì mình cứ đi làm nhiệm vụ thôi. Chúng ta sẽ có tính năng nhiệm vụ, mình sẽ cứ click vào nhiệm vụ đi làm nhiệm vụ thôi. Đó. Các đều ở đây thì ban đầu đang đi làm những cái nhiệm vụ gọi là nhiệm vụ chính, chính tuyến hay là nhiệm vụ cốt truyện anh em. Đây, đăng nhập nhận quà này, các kiểu. Đấy, cách chơi đơn giản, dễ hiểu, dễ chơi và hấp dẫn với bạn nào thích dạng game đánh nhập vai đánh theo lượt. Con game nó vẫn là bản đồ mở nhá, nhưng mà chẳng qua vào chiến đấu đi đấy, chúng ta sẽ dàn trận ra đánh như thế này. Ở đây thì mình đang bật auto. Tất nhiên là mình có thể tắt auto đi. Đây, ví dụ trong mình tắt auto đi và trong mỗi lượt đánh thì mình sẽ chọn kỹ năng cho nhân vật tấn công, đánh thường hoặc là sử dụng kỹ năng. Rồi chúng ta sẽ có cả Protect này, đây kỹ năng của pet của mình, rồi phòng thủ này, Escape là bỏ chạy này. Đó, chọn đánh thường. Mà thôi mình lười quá thì tôi sẽ bật auto lên thôi anh em ạ, cho nó nhạt. Đây, hiệu ứng hình ảnh rất là đẹp luôn này. Đấy, lúc nhân vật nó tung tuyệt chiêu ấy, đẹp dã man luôn. Mình không có gì để chê cái đồ họa của con game Dream of a New World. Thật sự đồ họa rất là đẹp luôn. Một con game dung lượng 3GB đồ họa như này là mình ưng rồi. Đấy, tất nhiên là nó sẽ theo một cái phong cách đang rất là thịnh hành ngày nay, đó là manga, anime. Nhân vật nó hơi chibi một tí. Đây, đăng nhập nhận quà này. Chúng ta sẽ được đủ 7 ngày sẽ được tặng một con thú cưỡi rất là đẹp. Đó, bạn để cưỡi thử. Đấy, bây giờ vẫn đi làm nhiệm vụ thôi anh em ơi. Mình có thêm đồng hành mới này. Chúng ta sẽ có tính năng level 18 thì chúng ta sẽ mở khóa tính năng đồng hành. Đấy, sau đã có cái đồng hành này thì các bạn có thể chiêu mộ thêm đồng hành và sẽ cùng nhân vật chính chiến đấu. Kiểu game dàn trận á, đánh theo lượt. Cái kiểu gameplay thì không, nói chung là cũng không phải là cái gì nó quá là mới cả, nhưng mà các bạn thấy đây là thứ nhất đồ họa đẹp và cái kiểu chơi này thì nó sẽ phù hợp với bạn nào mà thích cái thể loại đánh theo lượt nha. Chống chỉ định ông nào mà thích game cày cuốc. Game nói chung là game cày cuốc trên mobile bây giờ thì nó cũng tiến hóa là game rảnh tay hết rồi. Chứ bây giờ bảo anh em ngồi cầm điện thoại mà chơi mấy con game cày cuốc thì hơi mệt. Như kiểu con game Dream of a New World này, thật ra thì anh em hoàn toàn có thể auto được mà, các bạn auto thoải mái luôn. Đấy, các bạn auto vào tự động chiến đấu, mình khá là nhàn. Chủ yếu là anh em sẽ phát triển pet này, rồi phát triển cái nhân vật của mình thôi, các cái đồng hành của mình thôi. Rồi tiếp tục ấn vào đi làm nhiệm vụ nha. Đấy, chúng ta sẽ có tính năng cả auto farming này, các bạn sẽ các bạn bấm thì nó sẽ đi treo máy và đi đánh quái, farm quái các bạn luôn. Đấy, các bạn thấy không? Dù là một con game đánh theo lượt nhưng mà nó cũng có tính năng auto cày cuốc cho mọi người luôn. Các bạn hãy treo máy khi cần thiết. Đấy, rất là ngon luôn. Bây giờ game nó hiện đại rồi, nó tích hợp rất nhiều tính năng vào rồi và chơi trên điện thoại là nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều rồi. Cái hạn chế của game này hiện tại là mình thấy là thứ nhất là nó chưa có chơi được bằng giả lập. Nó đồ họa khá nặng, nó kén nguyên hình. À đây, chúng ta có tính năng đồng hành này. Đây, các bạn sẽ có rất nhiều đồng hành khác nhau nhá. Phẩm cấp thì cao nhất là đồng hành màu cam, rồi tím, rồi xanh dương gì đó. Đấy. Và đồng hành thì cũng sau này cũng thể nâng cấp lên được. Và chúng ta sẽ đến với một ở đây nó mở cái phần chiêu mộ. À đây, có tính năng chiêu mộ, tí nữa mình sẽ xem cái phần tỷ lệ chiêu mộ nhá. Và đánh nốt con cái nhiệm vụ cốt truyện này đã. Đây, mình bật auto lên này. Ui, nói chung là cái phần cốt truyện ban đầu này thì nó đơn giản thôi. Đẹp nhỉ, hiệu ứng hình ảnh các thứ không gì để chê cả, phê. Lại còn full 3D nữa, xoay 360 độ thoải mái luôn, zoom gần zoom xa thoải mái luôn. Cái này là quà nạp đầu này. Rồi, mình đi đánh con boss này nhá, boss cốt truyện thôi. Đấy, mình cũng khá thích cái kiểu này. Bây giờ, hồi xưa nha, hồi xưa là tôi không thích cái kiểu đánh theo lượt này đâu. Nhưng mà bây giờ, kiểu mình chơi nhiều ấy, mình lại cảm thấy là thích. Bởi vì là mình cảm thấy, tôi cảm thấy hấp dẫn với kiểu thể loại như này. Đấy, nó cũng vẫn về bản chất vẫn là game nhập vai thôi, nhưng mà thay vì phát triển một nhân vật thì các bạn phát triển nhiều nhân vật và cái phần chiến đấu thì nó cũng đòi hỏi một sự tính toán. Tất nhiên là nếu các bạn không quá chênh lệch lực chiến nha, ví dụ chênh lệch lực chiến quá nhiều thì không nói làm gì rồi, bởi vì là chênh lệch như thế dù các bạn tính toán thế nào thì các bạn cũng không thể thắng được đâu. Nó chỉ là khi mà đối thủ nó ngang tài ngang sức một chút thôi. Ok, mình đã chơi qua cái phần tân thủ rồi thì mình sẽ đi sâu hơn vào một số cái tính năng nhá. Chúng ta có tính năng thời trang này. Đấy, thậm chí là các bạn thể nhuộm đồ cho đồ thời trang của mình, rồi kiểu tóc,
rồi một số cái vật phẩm trang trí. Ví dụ như là thời trang. Ở đây thì đồ thời trang game này hiện tại đang khá là ít, nhưng mà không sao, sau này update thêm. Đây, còn này nhuộm màu trang phục này, rồi các cái kiểu tóc. Đó, rồi các bạn để nhuộm tóc cho nhân vật. Đấy, ví dụ nha. Đấy, màu tóc nó kiểu phẩy lai ấy, đẹp dã man. Đây là phần mũ này. Make up thì bao gồm là mấy cái trang trí trên khuôn mặt. Nói chung là nó đơn giản thôi, nó chưa nhiều. Mình cảm thấy là game nó chưa tập trung nhiều về phần thời trang. Rồi, chúng ta có tính năng chiêu mộ bao gồm là Rare Summon và... Đấy, từ từ tôi xem tỷ lệ nhá. Và Limit Time Summon, nó kiểu chiêu mộ thường và chiêu mộ đặc biệt đấy. Đấy, thì mình sẽ thử chiêu mộ cho anh em luôn. Mình đang có khoảng 15 cái vé thì mình sẽ chiêu mộ X5. Đó, chiêu mộ X5 luôn thì tỷ lệ ra đồ nó ra tướng nó sẽ cao hơn. Đây. Tướng cam là 6,73%, tướng tím là 9,77% và tướng xanh là 24,56%. Các bạn trông thì khá cao nhưng mà nó có cả tỷ lệ ra cả mảnh tướng nữa. Đó, nên là cũng không cao đâu, 6% như vậy trông vậy thôi cũng không cao lắm đâu. Bởi vì nó ra nó cao, nó tận 6, mấy phần trăm đúng không? Bình thường các hát 5% đúng không? Nhưng mà nó còn chia ra là các bạn ra mảnh tướng các thứ nữa, nó chia ra rất là nhiều tỷ lệ ấy. Nên trông thì ngon nhưng mà mình nghĩ là cũng khá là tốn kém đấy. Ra mình quay ra được tướng cam này, Supreme này, Supreme này, Supreme, tôi không biết tôi đọc đúng không? Đó, nhưng mà tướng cam. Rồi, sau khi có đồng hành rồi thì mình sẽ lắp vào đấy nhá. Chúng ta sẽ lắp những ưu tiên là những cái đồng hành có phẩm chất xịn xó trước. Thì các bạn sẽ lắp vào. Đấy, hiện tại là mình cho được tối đa là 4 đồng hành ra trận, bao gồm thêm cả nhân vật chính của mình là 5, chưa kể mấy con pet nữa. Đây, hiện tại mà được cho 4 nhân vật vào trận thôi, mình sẽ lựa chọn nhá. Tạm thời là như vậy đi. Đấy, mình sẽ cho ưu tiên là sử dụng tướng phẩm chất cam. Rồi tím, rồi cứ giảm dần, lại cam, tím, xanh. Rồi chúng ta sẽ có phần, đây sau này game có rất nhiều tính năng khác nữa. Chế tạo này, có craft function này, như kiểu là kỹ năng sống đấy. Rồi kết hôn. Đây, mình sẽ cho anh em xem bảng hoạt động nhé. Chúng ta sẽ có hoạt động hàng đấu trường này, rồi hoạt động hàng tuần này, các cái phó bản hàng ngày này, mini game hàng ngày này, rất là đa dạng luôn. Rồi, nó sẽ mở khóa theo cấp độ của anh em. Đấy, cũng rất là nhiều hoạt động để các bạn trải nghiệm. Đây là bảng hoạt động, các bạn thấy là chủ yếu sẽ diễn ra vào buổi tối, tầm buổi trưa 12:30 và chủ yếu là buổi tối. Nói chung là hiện tại thì hoạt động này cũng chưa nhiều. Đây là bảng kỹ năng này, đây kỹ năng của nhân vật chính nhá, và các bạn cũng có thể nâng cấp, học kỹ năng và nâng cấp lên. Đấy, bảng kỹ năng cộng là 6 loại kỹ năng khác nhau. Đấy, vậy thôi, về cơ bản thì cái con game Dream of a New World này như vậy, một cách chơi rất hấp dẫn đối với bạn nào thích dạng game nhập vai thế giới mở với cơ chế chiến đấu theo lượt. Đây, chúng ta có tính năng clan hay còn gọi là bang hội, các bạn có thể vào bang hội nhá. Đây, mình sẽ đăng nhập nhanh, hiện tại game cũng khá là đông người chơi. Đấy. Ấn tượng của mình ban đầu với khoảng 15 phút trải nghiệm với con game Dream of a New World này đó là đồ họa đã. Còn gameplay thì tùy mỗi người đánh giá thôi, nhưng mà mình cũng cảm thấy là khá là bánh cuốn, game rất là dễ chơi, nhịp độ nhanh. Thì bạn nào quan tâm thì có thể tải game chơi thử nhá. Mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để anh em tải game chơi thử. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AppCobi cả anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?